Hôm nay chúng ta sẽ đi chợ nhé. Vào khu chợ, vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ gà con chúng ta sẽ mua. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một cái bánh to. Chúng ta đi đi về nhà, chúng ta đi đi về nhà, đã mua xong rồi. Vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ gà con chúng ta sẽ mua. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một cái bánh to. Chúng ta đi đi về nhà, chúng ta đi đi về nhà, đã mua xong rồi. Một buổi sáng thật đáng yêu, hãy đánh thức bọn trẻ dậy. Đã đến lúc đến trường thôi. Yeah. Trời sáng hãy thức dậy đi. Cố lên. Tắm rửa này con. Chớ lười biếng. Con ngủ tiếp nha bố mẹ ơi, bố ơi. Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con. Con cứu rồi đó, bây giờ làm sao? Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con. Con cứu rồi đó, bây giờ làm sao? Bữa sáng đã sẵn sàng, sữa và nhiều nước cam, bột ngô với ngũ cốc nè, có thể chọn thức ăn. Ngủ thật là ấm, con muốn ngủ qua, con muốn được ngủ ở trên giường ngay khò khò. Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con. Con cứu rồi đó, bây giờ làm sao? Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con. Con cứu rồi đó, bây giờ làm sao? Đã đến lúc đến trường thôi. Yeah. Trời sáng hãy thức dậy đi. Cố lên. Tắm rửa này con. Chớ lười biếng. Con ngủ tiếp nha bố mẹ ơi, bố ơi. Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con. Con cứu rồi đó, bây giờ làm sao? Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi, mặt trời đã khỏi đầu chúng ta, bạn bè con đang chờ đợi con. Con cứu rồi đó, bây giờ làm sao?
các bạn trên trang trại. Tôi đói, hãy để tôi ăn một ít táo và chuối nhé. Tôi thích ăn hoài, hoài, hoài. Táo và chuối rất ngon nha. Tôi thích ăn hoài, hoài, hoài. Táo và chuối rất ngon nha. Tôi thích ăn hoài, hoài, hoài. Táo và chuối rất ngon nha. Tôi thích ăn hoài, hoài, hoài. Táo và chuối rất ngon nha. Hãy hát một lần nữa với tất cả các âm thanh giống như A. A lấy cây A, A, A. A mà A này này này. A lấy cây A, A, A. A mà A này này này. A lấy cây A, A, A. A mà A này này này. A lấy cây A, A, A. A mà A này này này. Hãy hát mọi thứ nghe giống như Y lần này nhé. Ipasin binini. Iliti it, it, it. Ipasin binini. Iliti it, it, it. Ipasin binini. Iliti it, it, it. Ipasin binini. Hãy hát mọi thứ nghe giống như ai. Cẩn thận nhé mọi người, tôi cảm thấy như muốn hắt hơi. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Cảm thấy muốn hắt hơi và nó chẳng cứng đồng, giống như một tá ong gò ve trên xích đu trong mũi tôi. Làm ơn. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Mùi tôi đã chảy nước, tơ nghẹt mùi. Mình chẳng thể dừng được nữa, nào chỉ khăn tay đâu. Chẳng có một thứ chi. Ồ, tôi phải làm gì đây? Tôi sẽ vượt qua thôi. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Cảm thấy muốn hắt hơi và nó chẳng cứng đồng, giống như một tá ong vo ve trên xích đu trong mũi tôi. Làm ơn. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Mình thử mọi thứ, tơ nghẹt môi. Bác sĩ hãy cho tôi biết tôi phải làm gì để không rung rinh. Nó sẽ khỏi theo thời gian. Bạn bị sốt rồi, hãy uống thuốc. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Cảm thấy muốn hắt hơi và nó chẳng cứng đồng, giống như một tá ong vo ve trên xích đu trong mũi tôi. Làm ơn. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Hãy tránh xa. Achoo. Hãy tránh xa. Achoo. Vì bạn đến quá gần, bạn sẽ bay đi. Tôi nghĩ cuối cùng nó cũng sẽ khỏi thôi. Achoo. Chúng ta hãy đi xe đạp. Nhưng trông nó có vẻ đáng sợ. Hãy cùng lái. Chẳng thế đâu. Thử nào còn nhé. Sẽ thương ai đây.
mình đang lái này. Ồ đúng đây, vẫn đúng rồi, vẫn đúng rồi. Nếu chiếc xe đạp nhỏ xinh xinh, hãy đến ngồi lái đi. Ở đỉnh núi thật cao hay ở thung lũng dưới kia, vượt bão tuyết và mưa, hay lái chậm với nhanh. Đôi non đi này vẫn được thôi, hay đạp nữa đi lên trên đồi. Mình đang lái à, ồ đúng đây, vẫn đúng rồi, vẫn đúng rồi. Nếu chiếc xe đạp nhỏ xinh xinh, hãy đi đến ngồi lái đi. Ở đỉnh núi thật cao hay ở thung lũng dưới kia, vượt bão tuyết và mưa, hay lái chậm với nhanh. Thích không nào, vâng vâng vâng, vui phải không, vâng vâng vâng. Này con lái à, ồ con xe, xe lái xe, xe lái xe. Để chiếc xe đạp nhỏ xinh xinh, hãy đến ngồi lái đi. Ở đỉnh núi thật cao ở thung lũng dưới kia, vượt bão tuyết và mưa, hay lái chậm với nhanh. Thật vui phải không nào? Hãy để tất cả chúng ta lái xe một lần nữa với các Famis. Bác sĩ, mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Hãy để tôi lấy ngay thân nhiệt với máy đo kê nhiệt của tôi. Sẽ chẳng sao, khỏe lắm nha. Chờ qua lo hay vui lên nào. Chào bác sĩ một lần nữa. Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Con ông không con thấy thế nào? Chẳng phải chích thuốc đâu con à? Chỉ cần con uống nước mát thôi, sẽ ôm thôi sẽ tốt hơn nhiều. Con đã trở lại bác sĩ ơi. Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Mình làm sao có khỏe không? Bác sĩ nói đi con thế nào? Con lớn lên rất ư khỏe mạnh, đứa trẻ ngoan và cũng khỏe mạnh. Về nhà đi hai bé ơi, chớ có quên nói lời tạm biệt. Cảm ơn và tạm biệt bác sĩ. Chồng bạn kìa, bạn thật là dễ thương phải không? Má lung liền, cằm che sâu, môi đỏ hồng, răng trắng bóng, tóc gân sông, và sắc xinh, phù sao thiên. Đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Ma lung
Johnny là một cậu bé nghịch ngợm. Johnny, Johnny, vâng papa, anh đừng phải không, không papa, nói lao phải không, không papa, mở miệng ra mau, ha ha ha. Johnny, Johnny, vâng papa, anh đừng phải không, không papa, nói lao phải không, không papa, mở miệng ra mau, ha ha ha. Johnny, Johnny, vâng papa, anh đừng phải không, không papa, nói lao phải không, không papa, mở miệng ra mau, ha ha ha. Cô Polly yêu búp bê của cô ấy. Bùm bê của cô Polly bị bên xôi rồi rồi. Vì thế cô ấy liền gọi bác sĩ nhanh nhanh. Và bác sĩ đến với tuổi to và cái nồi. Ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa tát tát. Tám mươi.
80, 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 80
86, 87, 88, 89, 90. 90, 90, 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95. 96, 97, 98, 99, 100. 100, 100, 100, 100. Đôi đêm các con số hay đếm chung với tôi. Đôi đêm các con số hay đếm chung với tôi. Chúng ta hãy đi gặp Jack và Jill. Jack và Jill cùng đi lề đôi để lấy một xô nước nhỏ. Trông chú mèo con nghịch ngợm kìa. Kitten, kitten vâng map ma. Ăn xong đi thôi, wow map ma. Đánh răng đi, không map ma. Biến hồ qua đi, ha ha ha. Kitten, kitten vâng map ma. Đi học thôi, không map ma. Xe buýt đang chờ, ô map ma. Trễ học rồi, ha ha ha. Kitten, kitten vâng map ma. Mở tập ra mau, không map ma. Đến đây ôn tập, không map ma. Thầy cô sẽ phạt con, ha ha ha. Đi nào, các Fami đang có một buổi trình diễn trang phục trái cây. Mình là một trái táo đỏ, mình thật là bóng. Có thể ăn ngay ở đây, đi về phía trước nào. Mình là quả chuối này, vừa ăn của bán đông. Ngon không nào bạn, đừng quên bóc vỏ nhé. Woo-hoo!
một lát thôi. Mình là dưa hấu tròn thật sự ngon ngọt lắm, bác sẽ rất thích ăn chỉ cần vô hạt thôi. Chạy đây,
chúng ta sẽ chơi xếp vòng tròn như hoa hồng. Xếp vòng tròn như hoa hồng, bột tươi đầy những đoá hồng. À tít sụp, à tít sụp, ngà lăng quầy. Xếp vòng tròn như hoa hồng, bột tươi đầy những đoá hồng. À tít sụp, à tít sụp, ngà lăng quầy. Vòng tròn như hoa hồng, bột tươi đầy những đoá hồng. À tít sụp, à tít sụp, ngà lăng quầy. Xếp vòng tròn như hoa hồng, bột tươi đầy những đoá hồng. À tít sụp, à tít sụp, ngà lăng quầy. Điều đó không vui ư? Đôi khi ta hãy làm điều đó một lần nữa. Tạm biệt. Xe buýt kêu bíp bíp, xe buýt kêu bíp bíp, xe buýt kêu bíp bíp, đi đến trường học thôi. Xe buýt kêu bíp bíp, xe buýt kêu bíp bíp, xe buýt kêu bíp bíp, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên xe buýt cả ngày luôn. Xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, đi đến trường học thôi. Xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên xe luôn. Xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, đi đến trường học thôi. Xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên xe buýt cả ngày luôn. Xe buýt kêu brum brum, xe buýt kêu brum brum, xe buýt kêu brum brum, đi đến trường học thôi. Xe buýt kêu brum brum, xe buýt kêu brum brum, xe buýt kêu brum brum, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên xe buýt cả ngày luôn. Xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, đi đến trường học thôi. Xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau áo trên xe
em, hãy cùng đón những lời chào nào. Đó là ai? Tớ tên là Hello. Hello tớ xin chào, vui được gặp bạn. Hello tớ xin chào, hello tớ xin chào, hello tớ xin chào, hello tớ xin chào. Đó là ai? Tên là Mr. Hai. Hai tớ xin chào, vui được gặp bạn. Hai tớ xin chào, hai tớ xin chào, hai tớ xin chào, hai tớ xin chào. Tớ xin chào, vui được gặp bạn. Cảm ơn tớ xin chào, cảm ơn tớ xin chào, cảm ơn tớ xin chào, cảm ơn tớ xin chào. Đó là ai? Tớ tên là Vui Lòng. Please tớ xin chào, rất vui được chuyện trò. Please please ơi, đó là Vui Lòng. Please please ơi, please đó là Vui Lòng. Đó là ai? Tớ tên là Goodbye. Goodbye tớ xin chào, rất vui được gặp bạn. Goodbye nhé, chào tạm biệt. Bye Mr. Goodbye. Goodbye nhé, chào tạm biệt. Bye Mr. Goodbye. Lời chào thật vui phải không? Hãy gặp họ lần nữa vào một ngày khác. Này các em, đến giờ đi tắm rồi. Tắm nào các em, nhưng em ướt rồi sao? Và em sạch sẽ hơn, nhưng em mới vừa tắm. Xanh xanh rồi sắc xanh dương, xanh lá cây.
chào các bạn nhỏ. Bạn có biết những gì đã xảy ra với Humpty Dumpty không? Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Thật tội nghiệp Humpty Dumpty, tôi hy vọng anh ấy sẽ mau khỏe lại. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngả lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn.